các nhà làm phim người Nhật đã tạo ra một con quái vật khổng lồ và biến nó thành một cái biểu tượng của văn hóa đại chúng. Đó chính là con khủng long Godzilla. Và Godzilla được mệnh danh là vua của các quái vật, King of Monster. Thế thì các bạn có biết những đứa con của nó hiện nay đang sinh sống ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mặc dù Godzilla được sinh ra ở Nhật Bản, nhưng mà cái đàn con của nó lại được tìm thấy ở ngoài khơi biển Ecuador thuộc quần đảo Galapagos. Tôi cũng không hiểu tại sao luôn. Tôi không hiểu tại sao cha ở Nhật Bản mà đám con thì lại bên này luôn. Không biết chuyện gì đã xảy ra khúc giữa ha. Thì nhân tiện đây nói về cái quần đảo Galapagos, thì từ hàng triệu triệu năm trước, do cái diễn ra cái sự nứt gãy của cái thềm lục địa, cho nên là cái quần đảo này bị đẩy ra tiếp ở ngoài khơi. Cho nên là những cái thực vật và cái động vật ở trên cái quần đảo này nó đã bảo tồn được cái bộ gen gần như là nguyên thủy. Và nếu may mắn một lần trong đời chúng ta được đặt chân tới cái quần đảo này, chúng ta sẽ nhìn thấy các loài thực vật, các loài động vật nó có cái hình thù bên ngoài rất là kỳ lạ, mà chắc chắn là chúng ta sẽ không gặp ở đâu được. Chúng ta biết về cái dòng rùa cạn lớn nhất thế giới là con rùa Galapagos. Nó có kích thước mắt size lên tới cỡ 1m4 tới 1m6, tức là nó bằng cỡ cái bàn này các bạn, rất là to luôn. Thì bên cạnh đó nó còn rất là nhiều các loài chim, các loài bò sát khác đặc hữu của cái đảo này, và các bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở bất kỳ nơi nào khác. Người anh em mà chúng ta sắp tìm hiểu tới đây chính là Marine Iguana, hay còn gọi là cự đà biển. Đây là một cái loài bò sát thuộc chi thằn lằn, duy nhất sinh sống và tìm kiếm thức ăn ở biển. Thì đây là một chi đơn loài với một loài duy nhất, và nói chung trong loài nó chỉ có một mình nó duy nhất thôi các bạn. Cái địa bàn sinh sống của nó là ở trên những cái hòn đảo nè, bãi đá, những khu rừng ngập mặn ở tất cả xung quanh cái đảo Galapagos luôn. Thì các bạn biết là nó đang sống trong môi trường rất là khắc nghiệt, xung quanh nó bị cô lập bởi là biển, và cái nguồn thức ăn ở trên đó nó cũng không có được dồi dào. Chính vì vậy mà tụi này nó đã phải thích nghi để nó có thể sống tồn tại ở trên một cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Nó không có giống như anh em tụi mình đâu, anh em tụi mình thì đơn giản. Hôm nay ở Thủ Đức chán quá, chạy qua Gò Vấp, Gò Vấp chạy về quận 9, thậm chí chạy về Bình Dương chơi luôn. Chứ còn tụi nó là chỉ bắt quá là bơi qua bơi lại vòng vòng giữa hai cái đảo thôi, chứ còn xung quanh là biển sâu, biển lớn hết rồi, không có đi đâu được. Thì chính vì cái địa hình như vậy á, nó không có giao tiếp, nó không có kết nối, nó không có tương tác với những cái loài vật khác ở trong đất liền, giúp nó bảo tồn được cái bộ gen nguyên thủy nhất có thể. Nói về cái nguồn gốc của cái giống loài này thì hiện nay còn mang rất là nhiều cái tranh cãi. Ví dụ như có người nói rằng cái dòng cự đà biển này nó xuất phát từ cái dòng cự đà ở khu vực Nam Mỹ, và nó trôi dạt, nó bơi, nó bám lên những cái thân cây và nó trôi dạt ra cái quần đảo Galapagos. Tuy nhiên, cái giả thuyết được đón nhận nhiều nhất, người ta nói rằng cái loài cự đà biển này nó sinh sống trên những cái dãy núi lửa thuộc cái quần đảo Galapagos. Và khi xảy ra cái vấn đề chia cắt địa lý về cái thềm lục địa, nó dẫn đến cái tình trạng là cái nước biển nó dâng lên, những cái ngọn núi lửa này nó biến thành những cái đảo, và cái tụi cự đà biển này nó buộc phải sinh sống vì nó đã bị cô lập rồi. Xung quanh nó toàn là biển sâu, biển lớn không, nó không thể thoát đi đâu được. Và theo thời gian rất là nhiều năm thì buộc lòng nó phải tiến hóa để thích nghi, để sống trong một cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Nó hình thành nên những cái kỹ năng mà chỉ có mình nó mới có được thôi. Mình từng đọc nhiều cái bài, cũng như là mình cũng hỏi những cái người mà người ta có cái năng lực lớn, thì mình hỏi là theo anh cái năng lực nào của con người là mạnh nhất? Thì cái câu trả lời của mình luôn nhận được đó chính là cái khả năng thích nghi ha. Chứ còn mạnh nhất không phải là sức mạnh, nó cũng không phải là trí thông minh, nó cũng không phải là sự dẻo dai. Bởi vì chỉ có cái sự thích nghi nó mới giúp cho chúng ta có thể tồn tại trong mọi điều kiện được thôi. Giống như là nước vậy các bạn. Nước mà bỏ trong cái bình thì nó là cái bình, mà nước bỏ trong cái chén thì nó là cái chén, bỏ trong cái xô thì nó là cái xô. Dựa trên cái màu sắc của cự đà biển thì các nhà khoa học đã phân nó ra thành được 7 phân loại. Và cái màu sắc cũng như là cái kích thước của chúng sẽ có cái sự khác biệt nhất định tùy theo cái môi trường mà nó đang sinh sống. Giống như hồi nãy mình có nhắc tới các bạn, cái dòng rùa cạn lớn nhất thế giới là rùa Galapagos. Mặc dù nó chung một cái loài với nhau, nhưng mà tùy vào cái nơi nó đang sinh sống ở trên cái quần đảo Galapagos đó, tùy cái đảo nào mà cái kích thước cũng như là cái hình dáng mai của nó sẽ có sự khác biệt nhất định. Ở những cái đảo mà nguồn thức ăn của nó là những cái lùm cây ở dưới thấp, nhiều đầm lầy,
thì cái mai của con rùa đó nó sẽ có xu hướng nó dẹp hơn, chân nó ngắn hơn và cổ nó ngắn hơn để nó dễ dàng tiếp cận được cái nguồn thức ăn đó. Còn đối ở những cái đảo nào mà cái nguồn thức ăn nó là những cái cây nó tương đối cao thì con rùa nó sẽ tiến hóa, nó phát triển cái mai nó dày hơn, chân nó cao hơn và đặc biệt là cái cổ nó rất là dài để có thể chồm lên và nó ăn được những cái lá cũng như những cái trái của những cái cây ở trên cao. Điều này cực kỳ thú vị luôn đúng không các bạn? Mời đẹp. Xét về kích thước của cự đà biển thì con đực nó sẽ có kích thước cỡ 1m7 và nặng 15kg. Wow, cái kích thước này là khủng quá các bạn. Tất nhiên là mình sẽ chưa có cái may mắn mình gặp con cự đà biển này ở ngoài đời rồi, nhưng mà dựa trên những cái tài liệu mà mình thu thập được, đối với con igu bình thường mình nuôi á, trung bình nó cỡ 1m5 thôi. Những cái con mà size khủng á, mình cũng có vài bé là nó 1m7 là nó khủng dữ lắm. Còn đối với rhino á thì nó cũng cỡ 1m5 thôi và nó nặng đâu đó tầm 11-12kg thôi. Nhưng mà con marine này nó, nếu vậy là nó to và nó bự hơn, nó nặng ký hơn cả con rhino luôn. Rhino thì các bạn cũng có thể thấy ở Việt Nam này, thì các bạn cứ cộng thêm chút xíu nữa là sẽ ra cái kích thước được con đực. Tuy nhiên có cái điều cũng rất là đặc biệt là con cái thì cái kích thước nó nhỏ hơn khá là nhiều, nó đâu đó tầm từ 0.6 cho tới 1m thôi. Đây cũng là cái điều đặc biệt, bởi vì thường thường á, đối với cái dòng igu mà mình đã có dịp trải nghiệm á, cái kích thước của đực và cái nó cũng xem nhau 1:9, 1:10 thôi, chứ nó không quá chênh lệch như vậy. Thường thường anh em mình mà cho phối igu á, hay lựa gọi là đồng size, nó cùng cái chạng với nhau nó sẽ dễ phối hơn. Bởi vì ai mà thấy igu phối rồi cũng sẽ biết á, cái cách phối của con igu nó có một tư thế duy nhất thôi, đó là con đực nó sẽ đè lên con cái và nó sẽ cắn ngay cái phần cổ này. Sau đó nó sẽ dùng cái đuôi của nó bên cái đuôi con cái lên và nó nhét cái dương vật nó vào ha. Thì để cái thực hiện cái động tác này dễ dàng á, thì chúng ta thường hay lựa đồng size, đực cái nó tương đồng với nhau để cho nó dễ. Nhưng mà đối với marine á, thì con đực nó lại 1m7 mà con cái thì nó chỉ đâu đó cho lớn nhất là nó 1m đi, thì nó tinh lệch tới 70cm lận, thì nó giống như ngón tay mình và cây viết nè. Thì mình không biết là nó dùng cái kỹ thuật nào để nó uốn cong cái xương sống nó để nó cong nó đưa vô ha. Thì cái điều này rất là khó khăn và chúng ta cần phải học hỏi. Đây là một cái tư thế rất là khó, dễ gây giật bẻ nha anh em. Như mình đã có giới thiệu ở đầu clip thì cự đà biển là cái loài vô cùng độc đáo và gần như là duy nhất sinh sống và tìm kiếm thức ăn ở biển. Mặc dù là khi ở trên cạn thì nó tỏ ra rất là chậm chạp, tuy nhiên mà khi mà cho nó xuống nước á là như Godzilla gặp nước luôn các bạn. Khi nó xuống nước thì nó bơi rất là nhanh nhẹn và uyển chuyển. Thì các bạn thấy con Godzilla đó, mặc dù là nó ở dưới nước nhưng mà nó hoạt động rất là mạnh mẽ, coi như là làm chủ được ở dưới nước luôn. Một mình nó mà cân được 4-5 cái chiến hạm luôn, không xi nhê gì nó hết. Có một cái câu nói mà nó không có đúng với lại tụi cự đà biển này, đó là tâm sinh tướng. Thì mặc dù nó có cái tướng rất là bậm trợn, rất là du cô, một gương mặt phải nói là cô hồn hết sức có thể, nhưng mà cái tâm của nó thì rất là tốt. Đó, tướng nó thì bự như cái tòa nhà của Mỹ vậy đó, nhưng mà cái tâm của nó là cái tâm ăn chay. Cái nguồn thức ăn chính của nó chính là tảo biển và rong biển, không có sát sinh con nào hết trơn. Theo cái giả thuyết của các nhà khoa học á, thì có thể ban đầu cự đà biển nó không có sống trong cái môi trường này đâu các bạn, nhưng mà do cái sự chia cắt của thềm lục địa thì bây giờ nó bị cô lập, xung quanh nó là biển, nó không có đường nào để nó di tản nữa rồi. Cho nên là theo thời gian, rất là nhiều thời gian thì bắt đầu nó tiến hóa để nó thích nghi với cuộc sống ở đây. Nó phát triển ra nhiều cái kỹ năng mà không phải cái giống loài nào cũng sở hữu được, rất là đặc biệt luôn. Cái khả năng đầu tiên là nó có khả năng lọc muối từ trong máu của nó và nó giải phóng cái muối này ra khỏi cơ thể bằng cái đường mũi. Chúng ta sẽ thấy nó hay nằm phơi nắng và nó hỉ mũi ra thì nước sẽ văng xung quanh thế này. Ai đã từng chăm sóc iguana thì chắc chắn sẽ thấy cái cảnh này, và rất là nhiều bạn với cái suy nghĩ là con igu nó cũng giống như con người mình, khi nó hỉ và văng ra nước mũi thì các bạn hình dung, các bạn tưởng rằng nó bị những cái vấn đề về sức khỏe liên quan tới hô hấp, liên quan tới mũi cho nên nó mới hỉ mũi. Nhưng thật ra không phải, đó chỉ là một cái cách để nó giải phóng muối và nước ra khỏi cơ thể đó thôi. Đối với cự đà biển, chúng ta sẽ thấy xung quanh mặt của nó sẽ có những cái chấm trắng li ti. Khi quá trình nó quăng nước mũi ra ngoài thì nước mũi sẽ nằm ở xung quanh cái mặt nó, và dưới tác động của cái sức nóng của mặt trời thì cái hơi nước nó sẽ bay đi và để lại những cái tinh thể màu trắng xung quanh cái mặt nó, thì cái đó chính là muối đó các bạn. Một cái trang bị khác mà cái loài cự đà biển này cũng rất là mạnh đó chính là bộ neo. Các bạn biết là nó có một cái bộ neo rất là sắc bén và khỏe mạnh. Mục đích của nó là để nó bám chặt vô cái mỏm đá.
Như mình đã có nói thì cái nguồn thức ăn chính của nó chính là rong biển và tảo biển. Thì hai cái thứ này nó thường mọc ở dưới biển và nó bám chặt vô cái mỏm đá luôn. Thì để đi kiếm ăn, con cự đà biển phải bơi lặn xuống dưới đáy biển và dùng cái chân của mình với lại những cái móng vuốt sắc bén bám chặt vô cái mỏm đá đó thì nó mới ăn được những cái tảo biển và những cái rong biển ở đó. Ha, chứ nếu mà nó bám không chặt thì dưới cái sức mạnh của sóng thì sẽ kéo nó dạt ra ngoài. Cự đà biển dù sao cũng là một loài bò sát, chính vì vậy mà cái khả năng giữ nhiệt cho cơ thể của nó rất là kém. Thì chính cái điều này đã tạo ra vấn đề, đó chính là con cự đà biển chỉ có thể lặn sâu ở dưới biển tối đa được 30 phút thôi các bạn. Như chúng ta đã biết, nước biển thì nó lạnh. Khi con cự đà biển nó lặn ở dưới, đồng nghĩa là cơ thể của nó lạnh theo, nó bị mất cái sức. Cho nên là hết 30 phút, chúng ta tạm hiểu là cái pin, nguồn pin của nó chỉ trụ được 30 phút thôi. Sau 30 phút nó hết pin thì nó phải làm gì? Nó phải bò lên bờ biển để nó nằm, nó phơi nắng, nó hấp thụ những cái năng lượng từ mặt trời để nó phục hồi cái năng lượng đó đã mất đi ở dưới biển. Đây chính là lúc xảy ra vấn đề. Khi nó nằm ở trên bờ biển với cái năng lượng đang còn rất là yếu, nó sẽ tỏ ra rất là chậm chạp. Chính lúc này những kẻ săn mồi ăn thịt là cái mối nguy hiểm lớn nhất của cự đà biển. Nó sẽ tới, nó tấn công, nó ăn thịt và cự đà biển sẽ rất là yếu ớt trong cái việc trốn chạy, chắc chắn là bị bắt thôi. Bên cạnh những cái mối nguy hiểm từ những cái loài động vật ăn thịt thì cự đà biển còn bị thêm một cái rủi ro khác nó rình rập. Đó là những cái cơn sóng lớn ở ngoài đại dương. Khi nó ập vào, những con cự đà biển này có khả năng bị cái sóng đó nó kéo ra ngoài và nó va đập vào những cái tảng đá, gây ra những cái chấn thương và có thể là ngấm củ tỏi luôn. Chính vì vậy mà những cái bộ móng sắc nhọn của nó phải bám chặt vô những cái bờ đá để nó không bị nước kéo đi ra ngoài. Thì mình nghĩ ngay từ ban đầu á, tụi nó chưa có cái kinh nghiệm này đâu các bạn. Nhưng mà hao hụt nhiều quá, cứ mỗi lần sóng lớn ập vô xong rồi kéo ra là đủ mấy mạng. Cho nên là các tổ tiên của nó mới đầu họp bàn lại với nhau, truyền kinh nghiệm cho đời sau. Tụi bay nha, mỗi lần mà tụi bay thấy sóng mạnh kéo vô là tụi bay phải bám chặt vô mỏm đá nha, không là đi bụi hết. Thì từ từ tụi nó bắt đầu nó tiến hóa, nó học hỏi để nó có một cái phản xạ giống như là có điều kiện luôn các bạn. Khi mà nước rút ra ngoài khơi thì nó tranh thủ lúc đó nó đi ăn. Không minh, không minh. Cũng giống như các loài iguana khác, cự đà biển khi tới mùa sinh sản nó sẽ bò lên bờ biển để nó tìm một cái nơi lý tưởng để làm tổ, chứ nó không có làm tổ dưới biển đâu nha các bạn. Thì cái nơi mà thích hợp để cự đà biển nó làm tổ đó là những cái vùng mà cát nó mịn, tương đối là khô ráo, không quá ẩm ướt, thì nó sẽ đào hang ở dưới và nó đẻ trứng và nó lấp lại. Theo các nhà nghiên cứu á, khi mà xảy ra những cái thiên tai, những cái trận bão nhiệt đới hoành hành cái quần đảo, nó dẫn đến cái sự hao hụt về cái nguồn thức ăn. Thì chỉ trong vòng 2 năm thôi, với cái sự thiếu thốn thức ăn đó thì cái kích thước của nó đã bị nhỏ lại khoảng 20%. Do cái hormone trong cái cơ thể của nó đã điều chỉnh cái hệ khung xương nó nhỏ lại để phù hợp với cái sự thiếu thốn này. Công nhận tạo hóa phải nói là quá kỳ diệu luôn các bạn. Hồi nãy giờ chúng ta nói tới đây thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn sẽ comment nói rằng đem về một con nuôi đi nè. Mình muốn lắm các bạn, nhưng mà để nuôi nó trong một cái môi trường nhân tạo là điều rất là khó luôn, rất rất khó luôn. Thì cùng lượt lại coi nó khó chỗ nào nha. Đây là loại cừ đà biển, nó sinh sống ở khu vực biển. Cái nguồn thức ăn của nó là tảo và rong biển, phải là đồ tươi nè. Và nó sống trong biển thì ít nhất phải có cái chỗ cho nó bơi lội và cái nước nó phải là cái nước biển. Và nó cần nguồn nhiệt cũng rất là lớn ha, cho nên là khó bề nào chúng ta có thể mô phỏng được trong cái môi trường nhân tạo được hết. Tuy nhiên các bạn, những anh bạn Thái Lan của chúng ta rất là đỉnh. Mình có thấy là người ta có đem về, người ta tạo cái môi trường nhân tạo để người ta nuôi nó luôn. Để nuôi nó người ta làm một cái hồ nước biển ha, giống như cái hồ cá biển anh em hay chơi. Nhưng mà kích thước nó phải lớn hơn. Thứ nhất là sử dụng nước biển. Cái thứ hai nữa là phải gắn những cái chiller, tức là những cái máy làm lạnh nước. Đồng thời phải gắn những cái máy tạo sóng rất là mạnh để cho phù hợp với cái tập tính kiếm ăn ở dưới nước, và phải bơi lội rồi phải nước lạnh và phải có sóng mạnh. Điều này rất là khó khăn. Ở khu vực trên bờ, ở cái hồ nuôi nó giống như là cái hồ bán cạn vậy. Khu vực ở trên bờ thì chúng ta sẽ tạo những cái quạt gió hơi nóng thổi mạnh, thổi liên tục. Khó khăn nhất là cái nguồn thức ăn, thì nó là nó ăn rong biển và tảo biển. Đối với hai cái đầu á thì chỉ cần tiền thôi. Nếu chúng ta có nhiều đạn thì chúng ta có thể đầu tư. Nhưng mà đối với cái thứ ba là cái nguồn thức ăn tươi, thì nếu chúng ta không có gần cái vùng biển hoặc gần những cái nguồn này thì rất là khó khăn để làm luôn. Theo những cái số liệu mà mình ghi nhận được, khi con Maasai nó dài 1m7, tức là nó rất là bự, để cho nó có thể sống thoải mái trong một cái môi trường đó thì chúng ta phải xây dựng cái hồ chắc ít nhất cũng phải là 10m.
nó mới thể vùng vẫy, nó bơi lội, nó mới tự do thoải mái. Thì các bạn biết, con bò sát để nó đẹp thì cái tinh thần nó phải thoải mái, cái điều kiện sống nó phải được đáp ứng đủ, nó mới happy và nó show ra được những cái thần thái, những cái màu sắc đẹp được. Tất nhiên là mình rất là mong được sở hữu nó, nhưng mà ở một cái chiều ngược lại là rất khó để cho nó tốt và nó đẹp trong cái môi trường nuôi nhốt với quá nhiều cái điều kiện khó khăn như vậy. Có một người đàn ông vô cùng nổi tiếng, ông là một nhà tự nhiên học, địa chất học và sinh học người Anh. Ông chính là Charles Darwin. Ông là người có công rất là lớn trong cái ngành sinh học tiến hóa. Ông Darwin cũng đã đặt chân tới nơi này và tận mắt nhìn thấy cái con Marine Iguana. Ông đã gọi nó với tên là con quỷ bóng tối. Cái tên này nghe nó rất là ma mị, nó rất là ghê sợ các bạn. Và nó cũng có lý do. Giống như cái áo này đây, là một fan cuồng của Marine Iguana, thì mình đã nhờ vợ mình vẽ lại một cái hình của cái con cự đà biển này. Thì dựa trên cái hình thật rất là ngầu luôn. Các bạn có thể thấy là trên người nó có rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều vảy, rất là nhiều những cái nốt gai, những cái bú. Và cái màu sắc ở trên đó thì rất là ma mị luôn, mình nhìn rất là mê. Và cái sản phẩm áo này thì mình cũng làm ra ban đầu là mình tính mặc thôi, nhưng mà anh em yêu thích quá cho nên mình cũng làm ra bán luôn. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn các bạn ha. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái điều thú vị về cái dòng Marine Iguana, cự đà biển này. Các bạn có mê nó giống mình không? Chứ mình là mê lắm rồi, giờ nằm ngủ mơ cũng thấy nó nữa. Hãy đón chờ những clip tiếp theo để cùng nhau khám phá những cái điều hấp dẫn xoay quanh những cái dòng động vật khác nhé. Bye bye.